để khắc phục triệt để cái bệnh SC542, chúng ta ngoài reset ở trên cái phần mềm Smart Monitor là còn một cái nữa để không bị báo lỗi lại, chúng ta cần vệ sinh sạch cái cảm biến. Bình thường là đổ mực hay bị dính mực ở trên con cảm biến. Con cảm biến nhiệt này gọi là thermometer. Đấy, bạn nhìn thấy nó đen này, nó dính mực rồi. Thả ra mình dùng cái putin tẩy mạch thì ta lau đi, hoặc là bạn có thể cạo đi. Nó bám vào đây thì cái độ nhiệt độ nó sẽ sai, thì là mực cứ bám vào đây cộm lên thì nó sẽ dày thì nhiệt độ sẽ sai, hay xảy ra cái lỗi này SC542. Đấy, ta vệ sinh cạo nhẹ đi, thế là sạch rồi. Đấy, sạch rồi, là ok. Cái này do mình đổ mực nó, mực cơ kém thì nó hay bị dính.